Hello everybody, welcome to Health VKT. Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Health VKT. Thì hôm nay chúng ta đến với một con game mới hả? Đấy, nhìn là thấy là phê liền. À, quan trọng là để coi. Được 3D luôn. Rồi. Đồ họa 3D luôn. Wow. Đây con bé này sử dụng súng mà. Thằng kia hình như hồi nãy cũng sử dụng súng. Này chỉ có hai lát nam và nữ thôi nha anh em. Ok. Kéo xuống được nè, nhưng mà nó kéo lên không được. Nó kéo lên được tới đây rồi hả? Đó. Ok. Test thử con này đi. À, chúng ta có thể đổi mặt nữa nè. Đó, anh em thích cái kiểu nào? Này giữ giữ đi. Đó. Cái này tóc dài. Tóc tròn bên. Tóc này đẹp nè. Rồi mắt. Được. Màu này đi. Đó, đẹp nè. Rồi cái này cái gì đây? Ủa cái này tóc mà, tóc hồi nãy chúng ta mới ấy mà. Đậu. Mà cái tóc này đẹp hơn hả ta? Rồi lấy tóc này đi. Mà thôi tóc này nhìn quen quá, lấy tóc này đi. Rồi có màu tóc nữa nè anh em. À. Ok, màu vàng đi hả? Màu này đi, màu hồng hồng đi. Cái gì đây? À, hình xăm. Nốt ruồi nữa chứ, đậu xanh. Thôi, mặt nó đen đẹp mà tự nhiên... Ok. Rồi, vô nè. Tên, đặt tên. Ok nè. Rồi nó méo cho tên tiếng Việt anh em à. Đậu xanh. Wow, nhìn đẹp không? À, nhìn cái background game nhìn thấy là khá phê á, nhưng mà chưa biết chơi sao hả? Nhìn giống fantasy ghê anh em. Đồ. Wow. À. Ta không cần phải viết chữ gì. Đầu tư về mặt hình ảnh ghê ta. Bỏ qua đi, cái chuyện dài dòng lắm. Má mù méo được. Ủa đừng có nói là không có free giờ chúng ta. Rồi sao không thấy kim cương khóa, kim cương thường ta. Không thấy VIP, à VIP 20. Rồi cái này chắc phải chạy nhiệm vụ đầu game rồi. Cả là heo tưởng đó là một cái thể loại đánh đấm dàn trận nào đó. Đồ mới thấy vé tệ nhảy vô nha. Hoàng không, ủa cái này cái gì ta? À quà nạm. Cái này là VIP nè. Ok. À, ba lô, thấy cái ba lô rồi. Đây, ba lô nè. Đó, vé tệ nè, thấy không? Ủa, méo phải vé tệ. Cái này là cái gì đây? Đây nè, mảnh tệ. Cái này là mảnh tệ. Mảnh thì làm sao mà ăn ta? Ủa, được nữa kìa. Ủa, cái đó là cái gì vậy ta? À, làm nhiệm vụ gom được mảnh tệ hả? 100 mảnh chúng ta ghép được một tệ. Ê, mở cắn cái gì ra tệ nữa kìa. Đồ. Cái game này là thuộc cái thể loại gì vậy anh em? Đây. Hồi nãy mới thấy có cái gì tệ nữa mà đâu rồi ta? Cái này 100 mảnh chúng ta ghép được 10 tệ hả? Vậy là bước đầu là chúng ta đã thấy có tệ rồi đó. Gì này, cái này quà nạp nó tiêu vậy đó. Còn cái này điểm danh nè. Đây điểm danh có tệ nè. Nè. Một phải không ta? Phải tệ không? Đi vô cắn cái coi. Đúng rồi. Phải tệ. Phải không? Hạt cái đó là không phải là tệ rồi.
những cái vé kia mới là vé tệ. Cái này là vàng thôi, điểm danh mỗi ngày nhận 30 tệ nè hả. À, đây bây giờ bắt đầu thấy tệ rồi. Vé tệ, kim cương, kim két đồ. Wow, chạy T-chop luôn hả? Cái đó chỉ là vàng thôi. Còn vé tệ là cái này nè. Đó, vé tệ được 30.000 hả? À, 30 tệ được 30.000 kim cương. Mà 30 tệ này nó có nói lên được điều gì không ta? Ví dụ như là tệ nạp hay là gì đó. VIP thì chúng ta đã được cho rồi hả? Rồi nó nằm luôn ở cái VIP này chứ nó không có quà VIP hả ta? Nó phải có quà VIP hay gì đó chứ. Nó không tính vô cái chỗ cắn tệ hồi nãy anh em. Đồ. Mà cái thế giới này nhìn nó hơi u tối ha. Cái thế giới này mà phải là một cái thế giới gì vậy? Này mua hả? Hơi mua được nè anh em. Đồ phòng. Ê, mua được nè, mua được nè. Mua được nha. Đó. Mọi thứ có 1.000 à anh em. Không, mình như chưa mở cái đó nên chúng tôi chưa cắn được hay gì á. Chúng ta có thể cộng cái này lên nè. Bé. Vậy là chạy nhiệm vụ là ra mảnh tệ hả? Ghép vô là ăn tệ. Nhưng mà cái này không biết là có trend hay cái gì nó ra được tệ không anh em. Cái gì đây? Đừng nói đây là cái quà. À không, đó là quà nạp đầu nhưng mà chúng ta đã cắn tệ rồi hả, và thấy nó không có khả thi lắm nha anh em. Đục kỹ năng cũng được chứ ta. À, chen quái ra vé kim cương khóa nữa nha. À, game này cài cuốc được nha. Khoan, gì đây? Đó, rương không tệ. Rương không tệ chúng ta mua được một lần hả? Được kim cương nè. Đó. Ủa, nãy được kim cương mà ta. Đây, được kim cương nè. Lập liền. Trời ơi, lên liền. Còn này gì đây? Mở được anh em, cái này chưa mở được nha. Chưa, cái này chưa mở được. Game này trai xinh gái đẹp nhiều quá hả. Cái này chúng ta phải chơi một thời gian dài mới biết được anh em. Dù thì nó ra vé tệ rồi đó. Còn cái này phải một thời gian dài rồi. Giờ đang đi kiếm cái chỗ nhặt cái code cái đó. Đã rồi, bây giờ chúng ta chưa biết chỗ nào nhập cái code luôn. Rồi, heo tìm thấy cái chỗ nhập code rồi nha anh em phải chạy nhiệm vụ lên level cao hơn nó mới mở hả? Ở đây nè, đây. Rồi, cái này gì đây? Đây, chỗ nhập code nè hả? Đó. Ok, sẵn sàng bỏ code vô thôi. Game này chúng ta chỉ có 4 cái code thôi nha anh em. Đó. Không biết là nó cho chúng ta cái gì nữa đây.
Rồi tốt nhập xong rồi nằm đâu trời? Chưa biết là code nằm xong nằm đâu luôn anh em ơi. Thì, cái này là shop rồi, cái này có bán bằng kim cương đồ nè hả? Cái gì ta? Hùng vàng hay gì vậy? Muốn thử rồi. Thì ở đây có bán vé VIP hay cái gì nữa nè. Quá trời luôn. Khá nhiều này bán bằng kim cương khóa nè hả, bán đồng bán gì tùm lum hết. Còn mà quan trọng hồi nãy giờ là cái quải heo mua về nó nằm ở đâu ta? Cái hình thấy đẹp ha, à chơi game chưa biết sao tìm hiểu chưa hết mà thấy cái hình đồ mấy cái hình đồ này khá đẹp. Đây bây giờ chúng ta có thể mua được rồi nè anh em. Đó. Rồi sau này còn có hú rồi có đá rồi cái kiểu nữa nè. À, ok. Lên chuyển sinh 2 mới mở thêm hả? À. Nhiệm vụ không hơi quạo nha. Còn hồi nãy giờ nhập code rồi đồ nó nằm đâu rồi trời? Game này thì đẹp thì có đẹp đó, ngon thì nhìn có ngon đó, nhưng mà ta còn phải tìm hiểu thêm ha. Anh em nào biết game này thì hướng dẫn cho heo với, chỉ nhìn nó cũng hơi lú lú anh em à. Rồi thì link heo để dưới phần mô tả ha. Thì cái này chắc anh em tìm hiểu thêm quá, làm nhiệm vụ thì nó sẽ ra mảnh nè ha, không biết gen nó có ra hay không. Rồi cái này còn nhiều thứ cần phải giải đáp lắm mà heo chưa có biết ha. Nên là anh em nào có chơi thì tải về tìm hiểu giúp heo nha. Ok. Có thời trang đồ mà chưa có biết được mở rồi nè. Bé mới mặc có cái cánh nè. Rồi, lâu lâu thấy con game ngon ngon vô tính tìm hiểu chơi mà thấy hơi bị lú lú, anh em nào có ý định chơi thì tải về ha. Cái này có đồ họa 3D nữa nè. Đó, chúng ta có thể quay em đó nè hả. Đó. Ví dụ nè đó, nhìn cái mặt gần hơn nè hả. Chơi y như thế giới hoàng mỹ ha. Đậu xanh, ông nào bây giờ ông đi sao bám bông rồi. Đó. Rồi, nên ok. Anh em nào có chơi thì tải về. Bye bye, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Nhớ like, share và đừng quên đăng ký kênh nha anh em. Ok, bye bye anh em.